Tập 30. Nè Hà Nhi. Là sao? Không hiểu gì hết trơn. Không giải thích sao hiểu. Đánh Thái Tử Phi, Lý Độc Hoạt và Bán Hạ không có ở bên trong. Sống không thấy người, mà chết thì không thấy xác. Làm sao vậy được? Vậy người đi đâu? Đi đâu rồi? Vậy người lập tức điều tra, coi trong số binh lính của ta có nội gián của Tây Môn Ân không. Dạ. Khoan đã, bọn họ đều là trung thần theo phu quân mười mấy năm nay, ta tin tưởng bọn họ. Đáng xâm lỗ mãn, xin Thái Tử Phi thứ tội. Bây giờ không phải lúc nói những chuyện này. Chúng ta khoan hãy nôn nóng, nhất định phải có sơ suất ở đâu đó. Đôi bên hận thù, chỉ có đường chết. Nếu tên Tây Môn Ân đó vẫn còn sống, thì người chết nhất định là Bán Hạ và Lý Độc Hoạt. Trong vòng 2 canh giờ, đã đủ cho Tây Môn Ân đi chôn thi thể rồi. Những nơi có thể chôn thi thể, thần với Đỗ Trọng lục soát rồi, không có gì. Thái Tử Phi, Đại tướng quân, vừa rồi có bảo và Tử Tô xông vào hậu viện, hình như là vào đó cứu người. Bọn họ cũng tới đây rồi à? Hắn thua rồi. Nhìn thấy chưa? Thua tâm phục. À. Ấy, vừa rồi sao huynh không giúp muội? Muội chơi ta cản tay cản chân mà. Nè, lúc nãy muội đã ra dấu cho huynh như vậy rồi mà. Ê, mấy cái dấu muội làm ta không hiểu gì hết. Ấy, được rồi, được rồi. Mà qua hỏi hắn đi, Hạ Nhi tỷ tỷ đang ở đâu? Xem ra chỉ có thể dùng tuyệt chiêu thôi. Ấy. Đảng tướng quân, bây giờ có cần dẫn người vào trong không? Người nghĩ Tây Môn Ân sẽ chôn cất thi thể ở đâu đây? À, có rồi. Sao hả? Lúc nãy có một nơi chưa lục soát. Là chỗ nào? Là gì vậy? Bọn họ ra rồi. Nè, các người muốn đưa ta đi đâu? Hả? Tôi cho ngài biết, tôi đã phong chú hết thức kinh bát mạch của ngài, võ công cao cường cỡ nào cũng không giải được. Nói, con rùa họ Lý với Hạ Nhi cô nương đang ở đâu? Hả? Ai mà biết được? Ta không biết mà. Ngươi không biết thật sao? Được thôi, chúng ta cùng đi ra phố. Biết đâu đi dạo một đoạn ngươi lại nhớ ra thì sao? Đừng mà, người ta biết sai rồi. Ngươi sai ở chỗ nào? Ta là giọng nương nương. Ngài cũng dí dỏm thiệt đó. Đi. Lẹ lên. Trời. Đúng là ở đây. Hey, tiếc là đến sớm một bước, tên Tây Môn Ân này vẫn chưa ra tay. Lý Độc Hoạt, ngươi cũng có hôm nay. Đi, nhanh lên. Mau lên. Đi. Có chuyện gì vậy trời? À, làm gì vậy? Ta chịu đựng hết nổi rồi. Trong cái hố ở nhà sao đó. Cũng biết chỗ đi giấu thiệt ha. Tôi cho ngài biết, Hạ Nhi mà mất một sợi tóc thì đừng hòng sống yên. Chúng ta mau quay lại đi. Nè, thân là một thống lĩnh phải biết kiểm soát hành vi một chút chứ. Trong người nóng quá đúng không? Có cần tìm chỗ giải nhiệt không? Được, theo ta đi cứu người. Dạ.
còn bao đó. Xem ra Tây Môn Ân vẫn chưa kịp ra tay. Vậy thì chúng ta làm thay hắn, rồi giá họa cho hắn, không chút sơ hở. Bản hạ giao lại cho ngươi. Chuyện này Thái tử phi người nên cân nhắc một chút. Nếu ngươi không muốn tay mình dính máu, ta không miễn cưỡng. Đưa kiếm cho ta. Chuyện này máu lên. Cuối cùng cũng có thể trả thù cho phu quân rồi. Dừng tay. Bảo vệ ở đây ai dám hỗn sự? Tham kiến Thái tử phi. Lý thái y lệnh. Tôi gắt. Theo tình thế bây giờ, người của chúng ta đông hơn, phóng lao thì phải theo lao, giết hết bọn chúng. Đông người là phải sợ hả? Vừa rồi bọn ta đã nhìn thấy hết rồi. Các người muốn giết Lý Thái Y Lệnh và Nguyễn Bình Mỹ Nhân, muốn đánh đúng không? Được thôi, nếu đánh nhau nhất định là quân thượng sẽ biết. Thái tử phi, chắc người cũng biết hậu quả rồi ha. Thái tử phi, chúng ta rút thôi. Bây giờ đành phải vậy thôi. Cậu Bảo à, bọn ta tới đây để cứu Lý Thái Y Lệnh và Nguyễn Bình Mỹ Nhân, bây giờ không sao là tốt rồi. Bọn ta đi trước nha. Hà Nhi. Lý Thái Lệnh. Lý Thái Lệnh. Lên đây. Dạ, lên đây. Hà Nhi. Hà Nhi. Mùi tưởng là mùi không sống nổi nữa. Trời ơi, Hạ Nhi à, làm sao mùi chết trong tay của tên đó được chứ? Mùi nói đùa cái gì vậy? Hai người đã ôm nhau đủ chưa vậy? Hạ Nhi à, lần này mùi không đúng rồi. Sao có thể vì người khác nói này nói nọ mà không ôm chứ? Lý Thái Lệnh, Tây Môn Ân xử lý sao đây? Bắt lại. Lý Thái Lệnh. Đi. Tên này mưu đồ chung sống Lý Thái Lệnh và Nguyễn Bình Mỹ Nhân. Người đâu? Đưa về nghiêm hình tra khảo. Dạ, dạ. Khoan đã. Không cần phiền tới ngài. Tên này cứ giao cho tôi giải quyết. Tôi sẽ tấu lên quân thượng. Vậy thì làm phiền Đỗ đại nhân. Đa tạ. Ngươi là tên xấu xa, ta liều mạng với ngươi. Độc Bạch Ca. Cha. Mẹ. Công chúa. Giờ nàng đang mang thai, mấy chuyện này cứ để hạ nhân làm là được rồi. Chàng cứ để thiếp làm cho. Bây giờ chàng như vậy, thiếp không muốn để hạ nhân nhìn thấy. Tất cả mọi thứ lộn xộn hết lên rồi, thiếp phải mau chóng thu dọn thôi. Công chúa, sao nàng lại không hỏi về chuyện ta và bán hạ vậy? Hai phu thê quan trọng nhất là phải tin tưởng nhau. Nếu như chàng muốn nói, tự sẽ nói. Còn nếu như chàng không muốn nói, thì thiếp lựa chọn tin tưởng chàng. Hey.
Tiểu cậu tử được triệu tới đây để hầu hạ. Không có ai đi theo chứ? À, mấy chuyện này mình ta làm là được rồi. Thật ra thì ta là một nam nhân cực kỳ có nguyên tắc. Chuyện ta làm ta phải chịu trách nhiệm, còn bằng không lương tâm ta sẽ bất an lắm. Ê, tối hôm nay ta đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Hế, muội xem. Tắm xong ta mới tới đây, không tin ngửi đi. Muội muốn tìm người nói chuyện. Hả? À, nói chuyện? Huynh có từng nghĩ tới cuộc sống của 10 năm sau không? Muội đừng có nhắc nữa. Y quán của ta với đại hoàng không có khách. Muội đừng nói 10 năm sau lương thực trong 10 ngày còn không có, biết lấy đâu ra. Nghĩa là huynh muốn là một y sư bình thường cả đời à? Có gì không tốt? Thứ nhất á, có thể khám bệnh cho hương thân. Thứ hai, có thể nuôi sống gia đình, ngày nào cũng vui vẻ hạnh phúc, không phải lo lắng gì. Đâu thế nào giống như muội với con rùa hộ lý suốt ngày cứ nghĩ chuyện đi giết người chứ. Nếu không thì suy nghĩ làm sao không bị người khác giết, sống gì mệt quá trời. Muội mệt rồi, muội muốn ngủ. Nghĩa là đuổi ta về hả? Huynh đi đi. Đến thì cũng đến rồi, đâu thế nào về tới không được chứ, đúng không? Thể hiện chút đi. Sao kỳ vậy? Hôm nay không phản ứng gì hết trơn ta. Còn nhỏ không cố gắng, đến già mới thấy tiếc. Đáng lẽ phải học chút võ công để đỡ được cái tát đó. Tây môn ân tội đáng xử trảm, quả nhân tuyệt đối không dung thứ. Chức vụ thống lĩnh cấm vệ quân, quả nhân cho rằng tạm thời cứ để khuyết. Thần có tâu. Chuẩn tâu. Quân thượng, lão thần cho rằng Lý Thái Y lệnh có thể đảm nhận. Các căn quốc sư khanh thấy sao? Kim mộc thủy hỏa thổ. Mệnh cách của Lý Thái Y lệnh là vô cùng thích hợp với quân thượng. Thật sự là người có thể hộ giá cho quân thượng. Lần trước ta gặp thích khách là Lý Thái Y lệnh đã đỡ cho quả nhân một dao. Đáng tiếc nó không có kinh nghiệm dẫn binh. Kinh nghiệm có thể từ từ bồi dưỡng thêm. Lý Thái Y lệnh đây là phu quân của công chúa, cũng đâu thể nào làm y sư cả đời được. Lời các căn quốc sư nói rất có lý. Ôi trời ơi, xem chuyện này có đúng không? Ngài xem chuyện này đi. Lý đại nhân tới rồi kìa. Chúc mừng Lý đại nhân. Các chị, Lý thống lĩnh à, sau này chúng tôi phải nhờ ngài chiếu cố nhiều hơn nữa rồi. Xin chỉ giáo thêm, xin chỉ giáo thêm. Lý đại nhân đi thông thả. Lý đại nhân đúng là một nhân tài. Đúng vậy, đúng vậy. Phải. Đã gia nhập vào cấm vệ quân, không có gia thế sẽ khó có ngày ngóc đầu. Ta lại không nghĩ như vậy. Sói đi dạng dặm ăn thịt, chó đi dạng dặm ăn bã. Chỉ có kẻ yếu mới quán trời trách đất, kẻ mạnh sẽ dũng cảm để thay đổi số phận. Mọi người đều là tuổi trẻ tinh nhuệ một tay ta chọn ra, cũng giống như ta, xuất thân nghèo khó. Hôm nay chúng ta uống máu ăn thề, kết làm huynh đệ khác họ. Từ giờ trở đi, chúng ta có phúc cùng hưởng, có quả cùng chia. Có phúc cùng hưởng, có quả cùng gánh. Các huynh đệ cùng nhau uống cạn, mọi người yên tâm, ta sẽ dẫn dắt mọi người làm đến đại sự. Cạn chén. Cạn. Lý thống lĩnh. Quyển Bình mỹ nhân, có chuyện gì? Muội có một chuyện muốn hỏi huynh.
ở nhà của Tây Môn Ân. Mùi nói với huynh là mùi thích. Đừng nói nữa, ta không muốn nghe. Cả cái bí mật mà mùi muốn nói ta cũng không muốn biết đâu. Thôi được rồi, nếu lần này mùi tới là vì bí mật đó thì ta đi trước đi. Nghĩa phụ chưa nói cho huynh biết, hôm nay chúng ta phải luyện tập thích sát sao? Thảo nào mùi tới tìm ta, thì ra là chuyện này. Suýt nữa ta quên mất. Huynh việc công bận rộn, quên cũng là chuyện đương nhiên thôi. Độc Hoạt, bây giờ con sẽ là cơ ức hả? À, bán hạ, hầu hạ. Độc Hoạt à, con làm cái gì vậy? Con phải tập trung vào một chút có biết không? Cuối cùng lão háo sắc cờ ức cũng khai trai lại rồi. Hắn sẽ không ngồi một chỗ ngốc nghếch vậy đâu. Nhất định con phải động tay động chân sao cho hưng phấn mới được, đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, làm tốt lắm. Xuất sắc, quá xuất sắc. Nếu đây là thực chiến, cơ ức nhất định sẽ rơi vào đường cùng. Có thể hy vọng ha. Nghĩa phụ, Độc Hoạt, đại ân khó đền đáp. Hai đứa con là một cặp mà, sao dạo này thái độ cư xử lạ quá vậy? Nghĩa phụ, hả? Con dao găm này làm sao sắp đặt vào tẩm cung của cơ ức? Chuyện nhỏ thôi mà, không thành vấn đề. Đây là lông sàng của quả nhân. Cơ ức, ngươi giết huynh đoạt vị, quả nhân phải quay về tìm ngươi đòi mạng. Dương huynh, được giết quả nhân mà. Người đâu? Hầu gia. Lúc ở nhân gian, quả nhân có thể giết huynh. Bây giờ quả nhân cũng có thể giết huynh. Quốc thượng, người không sao chứ? Không sao, các người lùi hết đi. Dạ. Ah.
Quân Thuận à, con dao này được rèn từ quyền thiết thiên ngoại mà ra. Bổn quốc sư đã làm phép thuật rồi, sau này quân thượng sẽ có thể bình yên thư thái. Đa tạ các căn quốc sư. Quân thượng à, con dao găm này bất kỳ ai cũng không được động vào nha, quân thượng cũng không ngoại lệ. Chuyện này quả nhân biết rõ. Dạ. Các căn quốc sư, quả nhân đã lâu lắm rồi không đụng tới thức ăn mặn, cũng lâu rồi không có gần gũi nữ sắc. Ta muốn biết là khi nào có thể. Bổn quốc sư đang định nói cho quân thượng biết, chờ đến tối mai là quân thượng có thể. Tốt, để quả nhân chọn một người hầu. Quân thượng à, thằng còn chưa nói hết nha. Tối mai quân thượng có thể uống rượu ăn thịt, còn về mỹ nhân tới hầu hạ người phải sàng lọc một chút mới được. Cần tới ngài nói sao? Chắc chắn quả nhân sẽ chọn một người tốt nhất. Qua đây, qua đây, qua đây. Mỹ nhân hầu hạ cho quân thượng tốt nhất là người có sinh thần bát tự giống như vậy. Ngoài người này ra, người khác tuyệt đối không thể. Quân thượng nhất định phải lấy đại cục làm trọng, tuyệt đối không có được phá giới. Nè, đi xem người nào thích hợp với bát tự của quả nhân. Còn bằng không, nếu người không có người nào thì ra ngoài cung tìm cho quả nhân một người khác. Dạ. Vừa rồi ông mới nói là sinh thần bát quái của ai vậy? Không, bát tự chứ, bán hạ đúng không? Ngài uống sai rồi, đương nhiên là bán hạ rồi. Nếu không tôi phí nhiều công sức làm vậy để làm gì? Xem ra vị quốc sư này không chỉ giỏi giả ma giả quỷ, còn biết làm mai làm mối nữa. Trời ơi, độc quạt, tên Tây Mông Ân đó ngài định xử lý sao đây? Bây giờ hắn ở trong đại lao, đã bị ta hạ độc thù. Qua một thời gian, ta sẽ cho hắn chết. Trời, độc quạt ơi, ta còn nhớ lần đầu tiên ta gặp ngài là một chàng thanh niên chân chất dễ mến, giống như là một đóa hoa vậy. Ngài còn nhớ không? Đương nhiên là nhớ chứ. Tại sao bây giờ ta lại cảm thấy hình như càng lúc ngày càng nham hiểm độc ác vậy? Trịnh quốc này sẽ có một ngày tôn ngài làm quân thượng. Ô Tư Đồ, ngài đừng có ăn nói lung tung nha. Còn nói lung tung, bổn quốc sư làm phép nguyền rủa ngài. Không nói. Lúc cần nhịn thì phải nhịn, không thể nhục chí. Lúc cần ác thì phải ác, không thể nương tay. Ta làm những việc này là vì bán hạ. Vì ta yêu muội ấy. Nói hay lắm, làm gì bán hạ, và cũng vì cái chết oan ức của Trịnh Nhu Công. Nguyện thiên quốc có mỹ nhân mỹ tử bên cạnh Nhu Công. Nhu Công à, lão thần Ô Tư Đồ kính người một chung. Còn về phía đảng Sâm, con giải quyết xong chưa? Thái tử phi, lần này thần đi ít nhất 3 tháng, mà là tử mệnh của quân thượng ra, thật không thể thoái thác.
Trong lúc này mà Lý Đột Quạt đẩy người đi xa, ý đồ quá rõ ràng. Lần này ta phải làm sao đi? Không lẽ dương mắt đứng nhìn hắn đạt được mưu kế của mình sao? Như vậy thì không ổn. Ta phải đích thân ra tay, giết chết hắn ta. Thái tử phi, bây giờ Lý Độc Quạt đã đề phòng chúng ta rồi. Bây giờ đến đi nhà sĩ cũng có cấm vệ binh đi cùng. Thần cảm thấy khả năng hành thích không được đâu. Đại tướng quân, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta phải khởi hành thôi. Ta biết rồi. Thái tử phi, Đảng Sâm xin cáo từ. Ngươi lên đường bảo trọng. Tạ ơn Thái tử phi. Đi. Đảng Sâm bị điều đi biên cương, vậy là chúng ta đã nắm chắc được phần thắng rồi. Ngày mai phải hành động rồi. Tối nay con tới Thái tử phủ. Con tới Thái tử phủ để làm gì? Đương nhiên là bắt mạch cho Thái tử. Bác đã muốn gì đây? Lát nữa tùy cơ hành sự. Không có mệnh lệnh của ta, không ai được rời khỏi. Dạ, dạ, dạ. Đừng sợ, đừng sợ, uống tiếp đi. Lý Độc Quạt bái kiến Thái tử, Thái tử phi. Lý Độc Quạt, đến chào hỏi người cũng chưa chào, đã người lớn kẻ nhỏ xông vào Thái tử phủ, hình như là có phần hơi thất lễ rồi đó. Chúng tôi nhận được tin báo người có bộ lạc Cửu Long Căn muốn thích sát Thái tử. Sau khi Lý thống lĩnh biết được, đã lệnh cho tôi điều binh tới bảo vệ Thái tử phủ. Vậy thì làm phiền Lý thống lĩnh rồi. Bây giờ không còn sớm nữa, ta với phu quân chuẩn bị về phòng ngủ thôi. Đi. Đi ngủ. Đi ngủ. Cần gì phải đi gấp như vậy? Ta có thể chữa lành bệnh cho Thái tử. Ngươi chữa bằng cách nào? Đi, đi. Hôn sư. Đi. Này cái đi. Làm gì? Mau thả ra. Đao kiếm vô tình, Thái tử phi phải cẩn thận một chút chứ. Lý Độc Quạt, ngươi sẽ không chết yên đâu. Ta cảnh cáo cô, tuyệt đối đừng làm chuyện gì khiến mình hối hận. Thái tử phi mệt rồi, đưa về phòng nghỉ ngơi đi. Dạ. Đi. Lý Độc Quạt, thả Thái tử ra. Ngươi là ai vậy? Tại sao ngươi lại tới đánh ta chứ? Ta đâu có quen ngươi đâu. Ngươi thả ta ra đi mà. Cơ Lương à, ngươi còn nhớ hay không? Chính là trong căn phòng này, chính là ngay tại chỗ này. Chẳng qua người bị trói không phải là ngươi, là ta. Ngươi yên tâm, những khổ sở trước đây ngươi mang tới cho ta, ta sẽ trả lại gấp mấy lần, mà không cần phải đồn đóng. Chúng ta cứ từ từ tính. Bây giờ ta đã khổ lắm rồi, ta không muốn đâu. Lý Độc Quạt, ngươi thả ta ra. Tình khốn to gai này, ta phải giết ngươi. Con mới làm cái gì vậy? Dạy dỗ một con chó. Hey, con đánh Cơ Lương ra nông nổi như vậy, lỡ như bị Cơ Ức phát hiện ra thì phải làm sao? Ngày mai là ngày quan trọng Bắn Hạ đi trả thù đó, con đừng có làm hỏng việc chứ. Bắn Hạ trả thù, con cũng muốn trả thù. Phụ mẫu con bị hắn hại chết, đánh hắn thì đã làm sao? Thay đổi rồi. Ngày mai chinh chiến xong, máu sẽ nhuộm Thái tử phủ. Đại quan,
Bỏ cái tay dơ của con ra. Tài nghệ của Đinh Hương cô càng lúc càng tiến bộ. Miệng ngọt như đường vậy á. Nhưng mà bữa cơm này con không được ăn dụng, bởi vì ta đặc biệt chuẩn bị cho sư phụ của con đó. Bất công, con là đồ đệ mà, của sư phụ là của con. Ý trời ơi, lý lẽ gì mà kỳ vậy? Nương tử của huynh ấy cũng là của con luôn sao? Chờ chút. Nè. Lát nữa sư phụ con về tới, con phải ẩm điện thức về phòng của con chơi, không được ra ngoài này. Này, một canh giờ không được ra ngoài. Đinh Hương cô, ừ? Nhìn miệng người bây giờ giống như muốn ăn thịt. Ăn thịt cái gì chứ, như vậy mới đẹp, có hiểu chưa? Đinh Hương cô, người dặn con mời sư phụ tới đây một mình, ừ? Trời sao đã hai người. Trời ơi, cô còn nhỏ mà sao biết nhiều quá vậy chứ? Có phải là sư phụ dạy con hay không? Nhưng mà dạo này y quán nhà con không được đông khách, người cũng biết mà. Trời ơi, tên tiểu tử này. Chờ chút. Hai canh giờ không được ra ngoài nghe chưa? Đinh Hương cô, ừ? Chúc người với sư phụ con mộng xuân thành hiện thực. Ê, được, đi ra chỗ khác chơi mau lên. Nói cái gì mà thao thao bất tuyệt, cái gì mà mộng xuân thành thật. Đinh Hương. Ý tới rồi. Đinh Hương. Cổ Bảo Ca, hình như huynh có thấy muội đặc biệt. Đinh Hương, điện thất đâu? Thất Nhi. Mẹ Thất Nhi ơi. Thất Nhi. Không phải đã dặn huynh tới một mình rồi sao? Ừ thì ta dẫn Hạ Nhi tới đây thăm điện thất thì đã làm sao. Ê, bộ muội bị thất tâm phong hả? Khùng rồi. Y phục mới hả? Con lớn nhanh điện thật ơi. Đó. Để nghĩa phụ xem coi tiểu đệ đệ có lớn lên chưa. Ừ, được coi. Ồ, điện thất ơi, ta cho con biết nha, sau này nhất định á, con sẽ là một tài tử phong lưu khiến bao mỹ nhân mê mẩn. À, ta cho con biết không được phụ sự kỳ vọng của nghĩa phụ. Ồ, truyền thống tốt đẹp của nghĩa phụ con phải kế thừa biết chưa. Giống huynh thì có gì hay, suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt làm mẫu thân phải đau lòng. Ai nói với muội, thiết tình trở thành tài tử phong lưu để lấy lòng nhiều cô nương. Muội xem đi, tiếp thu rất là nhanh. Thất Nhi à, trêu hoa ghẹo nguyệt là lưu manh không tốt đâu, đừng học theo. Sao mà lưu manh không tốt được, nói hay lắm. Nè, nếu như ngày mai tất cả thuận lợi, cơ trọng có thể đăng cơ, chúng ta có thể sống cuộc sống bình thường rồi. Con muốn sống cuộc sống bình thường không? Các Đinh Hương. Hả? Ta không thể không khen muội được. Giờ ngửi thấy mùi này là ta biết muội có tiến bộ rồi. Sao muội biết bọn ta đói vậy? Khá lắm. Đâu phải làm cho hai người. Rồi. Đấy, đây. Đinh Hương, quan chung đi. Ê. Cậu Bảo Ca. À? Mình có nhớ hôm nay là ngày gì chưa vậy hả? Hôm nay là một ngày trước ngày Hạ Nhi trả thù thành công. Hạ Nhi, muội nói đi, nếu đệ của sao mà trí nhớ của huynh kém dữ vậy thì, rõ ràng là ngày này năm đó hai chúng ta đã cùng nhau đọc quyền y lệnh được dán trên tường, trên đó viết là nếu có ai chữa khỏi bệnh cho quốc quân sẽ được đại phú đại quý. Không nhớ gì nha. Hết đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau giữa biển người đông đúc nè. Không biết lúc đó huynh nghĩ sao về muội nữa ha. Hạ Nhi, chúc muội ngày mai thuận lợi, mã đáo thành công. Ê, Đinh Hương muội muội. Hả? Hôm nay y phục của muội đẹp quá. Có phải là muội? Ê, có ngon không? Cũng không còn sớm nữa, muội phải về cung đây. Ơi, sao về cung sớm vậy? Thất Nhi, con phải ngoan, hôm khác mẹ sẽ tới thăm con. Trời ơi, muội đừng khách sáo, Đinh Hương là người của mình mà, mỗi lần muội ra ngoài muội ấy vui còn không kịp nữa. Không, hôm nay muội chỉ định tới thăm điện thất thôi, muội đi trước đi. Ơi, Đinh Hương, ta đi đây, hai người ăn đi, tạm biệt. Ôi vậy là đi thiệt hả? Ê, sao mẹ con đi sớm vậy? Có phải bị con chọc giận không hả? Có phải không? Cô Bảo Ca. Hả? Có còn xem mũi là không khí không? Xem mũi là không khí hồi nào? Sao mà không có được? Lúc vui thì trêu mũi vài câu, lúc không vui thì mặc kệ mũi. Mũi rất là muốn hỏi huynh, chúng ta quen biết bao nhiêu năm rồi, rốt cuộc trong lòng huynh mũi là cái gì? Có phải tới đại hoàng cũng không bằng không?
Muội biết là đáng lẽ phải quên Quỳnh lâu rồi, nhưng mà ai biết được tại sao trong lòng của muội cứ mù quáng yêu thương Quỳnh. Quỳnh coi có phải là muội bệnh rồi không? Hôm nay muội sao vậy? Tao có chọc giận gì muội đâu chứ? Đương nhiên là Quỳnh không có chọc muội rồi. Từ trước tới giờ đều là muội yêu Đăng Phương tự làm khổ mình thôi. Nhưng mà muội cho Quỳnh biết, bây giờ trong cuộc đời muội là tuổi thanh xuân đẹp nhất. Nếu mà Quỳnh không thích muội á, chính là tổn thất của Quỳnh. Ngoài ra, sau này Quỳnh ra đường giảm phân chó hay là bị chó cắn cũng được tới tìm muội nữa. Lớn vậy rồi còn thanh xuân gì trời. Điện thức, thôi rồi, cô của con chúng ta chắc rồi. Đúng là tức chết đi được mà. À, nè, chuyện gì vậy Đinh Hương? Hả? Khôi nữ, có chuyện gì ai dám bắt nạt con hả? Cậu bảo đang trời. Thôi, đừng có khóc nữa, được rồi. Được rồi. Con với mẹ con giống y hệt như nhau. Coi con kìa, trong miệng đã cắn cái cổ gà rồi mà đưa cái chân gà cũng chịu buông tha. Cha, thích một người không phải là như vậy sao? Còn muốn gả cho Quỳnh ấy, sau đó ở bên cạnh Quỳnh ấy tới cuối đời. Vậy thì ta giúp con nghĩ cách chịu không? Cha có cách hay sao? Cha đừng nói với con là ép Quỳnh ấy cưới con nha. Con có biết năm xưa làm sao mà cha cưới được mẹ con không? Làm sao vậy? Đó là một đêm trăng mờ gió rít, trung mậu của Triệu Quốc. Năm đó đó hả, cha hào hoa phong nhã lắm nha. Mẹ của con cũng nghiêng nước nghiêng thành nữa. Ta còn nhớ môi anh đào của mẹ con lấp ló dưới nến, mặt xinh như hoa, mày lá liễu, ngực mềm như cây. Khoan, cha, người ta là khuê nữ hoa cúc vàng, đừng kể chi tiết quá hả cha. Con người sống ở trên đời này, ái tình tuy chỉ có hai chữ nhưng là thứ khó suy nghĩ nhất. Có người điên đảo vì nó, sức đầu mẻ cổ cũng vì nó, đổ cả máu luôn. Đúng, giống như đọc quạt ca vậy đó. Cha làm sao vậy? Cha mau kể tiếp đi chứ. Cha đang suy nghĩ. Ngày mai là chính biến, vì chuyện này chúng ta đã hy sinh không ít. Hy vọng ngày mai có thể mã đáo thành công. Nhất định thành công. Giang sơn của Trịnh Quốc phải nhờ vào các vị. Đại tướng quân, nếu thật sự giống như ngài nói, Lý Độc Hoạt đang muốn chính biến thì phải khống chế một vạn cấm quân thiết giáp. Đại tướng quân, nhưng chúng ta mới có 100 người hồi âm, cho dù tự ý hành động quay về Tân Trịnh cũng chẳng có ích gì. Lúc chính biến nhất định Tân Trịnh sẽ đại loạn. Ta nghĩ Lý Độc Hoạt nhất định sẽ phong tỏa các lối vào thành. Tuy chúng ta ít người nhưng đều là kỵ binh, nhân cơ hội tiến vào thành giải cứu quân thường và thái tử, chờ đến ngày sau tái khởi. Tuy Lý Độc Hoạt khống chế được Tân Trịnh, nhưng quân đội chủ lực của Trịnh Quốc đều đứng về Bổng tướng quân cùng nhau trấn thủ biên quan. Đến lúc đó chúng ta chỉ huy quân trở về thành. Ta nghĩ dù Lý Độc Hoạt có ba đầu sáu tay cũng không thể nào chống lại được. Có lý chứ. Phải đó, có lý đó. Sau khi thành công, các vị đều là công thần, Đảng Sâm hứa với các vị hưởng vinh hoa phú quý cả đời, sử sách ghi danh. Xin giúp đỡ. Đa tạ đại tướng quân. Bỏ vũ khí xuống. Đỗ Trọng, người muốn tạo phản phải không? Lý thống lĩnh có lệnh, gần đây trộm cướp dám lộng hành trong thành, cửa thành bắt giao cho cấm vệ quân cánh giữ. Không lẽ ông muốn kháng lệnh à? Bỏ vũ khí xuống. Dạ. Đại nhân, chúng ta đã khống chế được bốn cửa đông tây nam bắc của thành Tân Trịnh. Tốt, không có lệnh của ta, một binh một tốt cũng không được vào. Dạ. Gió xuân đến cùng lúc, dương buồm ra khơi thôi. Vậy bước tiếp theo phải làm sao đây? Tới Đại Lao Hình Bộ để nghênh đón Tân Quân Thượng. Dạ. Thanh kiếm của tôi đồ. Ông làm cái gì vậy? Thần thay dương bào cho quân thượng. Quân thượng? Tao đâu phải là quân thượng đâu. Quân thượng là có ớt, phụ dương tao bị hắn giết chết rồi. Đúng vậy. Không, ta không biết gì hết. Ông không nghe thấy gì không hết hả? Không nghe thấy. Tao đang là một phạm nhân. Không, từ hôm nay trở đi người không phải là phạm nhân. Vậy còn cơ ớt? Cơ ớt hả?
đang trên đường trở về nhà rồi. Món này rất ngon. Quân thượng, từ từ thôi, kẻo mắc nghẹn bây giờ. Mấy tháng chỉ ăn toàn củ cải rau xanh, cuối cùng cũng có một bữa mặn. Vậy đường huynh cơ lương của ta? Cơ lương bây giờ đã bị phát điên thiệt rồi. Điên rồi? Ta muốn đi ngủ. Cho ta ngủ đi. Ta không chạy, có được không? Cho ta ngủ đi mà, có được không vậy? Dạ ơi. Tỷ. Lão thần bái kiến quân thượng. Nè, ông đừng làm ta mừng hụt nha. Dương bào này không có mặc được đâu. Không mặc được. Mặc được. Phụ dương ta chết cũng là vì bộ dương bào này nè. Ta không mặc đâu. Cơ lương đều là thứ cầm thú, bọn họ sẽ ăn thịt ta đó. Không có gì đâu. Tìm người khác đi. Di thần bái kiến quân thượng. Quân thượng bái kiến ta hả? Chính là người đó. Quân thượng, đây là bản công cáo cần đọc, lúc ngài lên tiếp vị nhất định phải học thuộc. Ta muốn đi tiểu. Có thể không đọc không? Quân thượng. Ta đọc. Các người đừng đánh ta quân mà. Quân thượng à, đứng lên đi. Ta đọc.